Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang nội dung phần C lớn, đó là về tính chất hóa học của benzen và alkyl benzen. Cái thông tin đầu tiên đó là về phản ứng thế. Như thầy đã phân tích là gì ạ? Ở phần cấu tạo của công thức cấu tạo của nhà hóa học Kekulé đưa ra, thì trong cái công thức này thì có liên kết pi và liên kết sigma, đúng không? Liên kết pi nó xen kẽ nhau. Như theo nhà hóa học Kekulé, các bạn hãy cùng ôn lại một chút về công thức nha. Theo nhà hóa học Kekulé thì cái vòng benzen là hình lục giác đều, đúng không? Và nó có ba liên kết pi, ba nối đôi ấy, xen kẽ bởi một nối đơn ấy, đúng không? Đây là chính là benzen này, được chưa? Benzen theo quan điểm của nhà hóa học Kekulé, đây là quan quan điểm cũ, đúng không ạ? Đây là theo nhà hóa học Kekulé. Thì theo quan điểm này thì ông lại không giải thích được là tại sao benzen có liên kết pi mà nó lại không tham gia phản cộng dễ dàng như là ở trong alken, như là ở trong ankin hay alkanthien đó. Và điều này được giải thích rõ ràng bởi vì cái công thức cấu tạo của vòng benzen nó được phát triển như sau. Nó là một hệ pi liên hợp, ba liên kết pi này nó liên kết bền vững với nhau tạo thành hệ pi, và đây gọi là hệ pi liên hợp, nó gọi là nhân thơm đấy, đúng không? Anh này nó là benzen theo quan điểm mới, quan điểm hiện đại này. Benzen theo quan điểm hiện đại hiện nay. Ok chưa? Đó. Và chính là vì các hệ pi liên hợp này nó bền vững cho nên là khả năng tấn công như là cái tác nhân cộng vào ở trong cái liên kết pi này nó không giống như so với lại pi ở trong alken hay pi ở trong ankin, alkadien. Tức là nó khó cộng nhưng nó lại đặc trưng cho phản ứng thế. Thì thông tin đầu tiên với phản ứng thế này, nó là phản ứng đặc trưng của hi bon thơm. Hi bon thơm hay gọi là aren nói chung. Aren nói chung nên là nó có vòng benzen thôi, được chưa nhỉ? Và nó là hi bon thơm thì nó cũng bao hàm luôn cái dãy đồng đẳng của benzen rồi, rõ chưa? Và aren nó tham gia phản ứng thế dễ dàng hơn phản cộng cho nên nó được gọi là tính thơm. Tính thơm là tính dễ thế khó cộng, kèm nhé. Đó, cho nên nó có tính thơm. Dễ thế khó cộng. Dễ thế và khó cộng. Đó, chúng ta gọi chung nó là hi bon thơm. Giải thích này, bởi vì cái đó là hệ pi liên hợp nó bền, đúng không? Hệ pi liên hợp nó bền vững. Cho nên nó khó bị tấn công như là tác nhân cộng đối với phản cộng, đúng không?